Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 10, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Ra mắt tác phẩm Chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuốn sách đầu tiên do một tác giả người nước ngoài viết về sự nghiệp và cuộc đời của cố Tổng Bí thư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cho thuê quỹ đất ngắn hạn trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả mô hình phát triển kinh tế từ cây cam Vinh trên đất Trường Khừa. Hỗ trợ người dân gặp khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, nghĩa cử cao đẹp của tình người lúc hoạn nạn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Vừa qua tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, nhà xuất bản Thông tấn đã ra mắt tác phẩm Chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tác giả nhà văn người Hàn Quốc vào đúng dịp tưởng niệm 100 ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa. Đây là cuốn sách đầu tiên do một tác giả người nước ngoài viết về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm Chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biên dịch từ cuốn sách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của nhà văn người Hàn Quốc Cho Chun-hyeon nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Tổng Bí thư. Nhà văn người Hàn Quốc đã dày công nghiên cứu để khái quát về 80 năm cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ thời niên thiếu, những năm tháng nỗ lực học tập, hoàn thành xuất sắc các bậc học cho đến khi trở thành một trong những nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước ta. So với bản gốc, tác phẩm Chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nội dung cô đọng hơn. Ngoài 2.500 bản in tiếng Việt, trong lần xuất bản đầu tiên này, nhà xuất bản Thông tấn cũng đã thực hiện in 1.500 bản tiếng Hàn với nội dung giống với bản tiếng Việt. Phát biểu tại lễ ra mắt, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hoan nghênh Thông tấn xã Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn đã nỗ lực kịp thời tổ chức biên dịch, thẩm định và cho ra mắt tác phẩm. Đồng thời nhấn mạnh, cuốn sách dù mang góc nhìn của một cá nhân nhưng đã phác họa chân thực chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo tài năng và đức độ. Qua đó cho thấy tình cảm chân quý của tác giả nói riêng, người dân Hàn Quốc nói chung dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đất nước, nhân dân Việt Nam. Khẳng định cuốn sách là nén tâm nhang thành kính dâng lên anh linh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tưởng nhớ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư cho đất nước. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang hy vọng cuốn sách Chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực và ý nghĩa tới đông đảo bạn đọc ở trong và ngoài nước. Đây cũng sẽ là nhịp cầu làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Ngày 25 tháng 10, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai một số văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến công an các huyện thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh về Đại hội Đảng các cấp, hướng dẫn số 27/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung chỉ thị số 35/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, hướng dẫn số 11/2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, thông chi của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trong lực lượng Công an tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng để thực hiện trong đơn vị địa phương, bảo đảm đúng thời gian yêu cầu đã đề ra. Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn trên địa bàn tỉnh, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành khoản 7 điều 43 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Dự thảo quyết định gồm 3 chương 15 điều, quy định trình tự thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn và tổ chức thực hiện.
Theo đó, việc xây dựng ban hành quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai tổ chức thi hành luật đất đai năm 2024, đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ, thống nhất giữa pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu việc quản lý sử dụng đất và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để luật đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống và phục vụ tích cực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phản biện một số nội dung, sự cần thiết phù hợp của việc ban hành quyết định, tính đúng đắn khoa học, phù hợp thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi, những dự báo tác động hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của dự thảo quyết định, tính bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, tổ chức, nhân dân, đồng thời đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung những nội dung dự thảo quyết định. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao ban chuyên môn tổng hợp các ý kiến và gửi văn bản phản biện đến cơ quan chủ trì soạn thảo. Đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo đề án được phản biện đúng quy định. Tổ công tác số 20 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện Bắc Yên vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Chim Vàn về việc chuẩn bị tổ chức lễ hội mừng cơm mới năm 2024. Thực hiện nghị quyết số 20 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên về bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc huyện Bắc Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Dự kiến trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 11 tới đây, xã Chim Vàn sẽ tổ chức lễ hội mừng cơm mới gồm 2 phần lễ và hội với nhiều tiết mục văn nghệ và trò chơi dân gian tiêu biểu. Thông qua lễ hội, góp phần quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch xã Chim Vàn đến khách du lịch trong tỉnh, trong nước và quốc tế, thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển và hội nhập, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Huy động cán bộ từ lãnh đạo cho tới công chức viên chức của xã cùng ra đồng giúp đỡ người dân theo hình thức cầm tay chỉ việc. Đây là cách làm sáng tạo mà xã Huy Hạ, huyện Phổ Yên đang thực hiện nhằm tuyên truyền người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng trọt, hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Các đồng chí cán bộ công chức xã đã chia thành các tổ công tác, người cuốc đất, người chia ô, người hướng dẫn, người hỗ trợ các hộ dân trồng ngô sinh khối trong bầu trên đất ruộng. Trước đó, người dân trên địa bàn xã Huy Hạ cũng đã được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Mạnh Hà tổ chức tập huấn, hướng dẫn 3 phương pháp trồng ngô sinh khối trong bầu, như gieo ngô bầu trong khay, gieo ngô bầu trong túi, gieo ngô bầu trên nền đất ruộng. Được tập huấn hướng dẫn 4 kỹ thuật cơ bản trong trồng ngô, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, kỹ thuật gieo giống, mang bầu trồng tại ruộng, chăm sóc cây. Vụ đông năm 2024, xã Huy Hạ phấn đấu trồng được 52 hectare cây trồng các loại, trong đó có 71% diện tích là cây ngô sinh khối. Việc trực tiếp ra đồng giúp người dân trồng cây ngô sinh khối, chăm sóc cây ngô nhằm đẩy mạnh thực hiện mô hình dân vận khéo, đưa cán bộ xã gần dân, sát dân, hiểu dân hơn. Thưa quý vị, phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc hỗ trợ hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Triềng An, thành phố Sơn La đã triển khai nhiều cách làm hay thiết thực, hỗ trợ nguồn vốn tạo điều kiện cho hội viên đẩy mạnh sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, qua đó góp phần nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Gia đình chị Lù Thị Nhung ở tổ 4, phường Triềng An trước đây chủ yếu làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Năm 2022, với số vốn 70 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn thủy sản của Hội Phụ nữ tỉnh, chị đã đầu tư chuồng trại để chăn nuôi gà và lợn. Nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi nên đàn vật nuôi của gia đình chị duy trì ổn định, thu nhập từ chăn nuôi đạt khoảng 70 triệu đồng một năm. Gia đình tôi đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách và nguồn vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thì tôi đã mang về đầu tư chăn nuôi, nuôi gà và nuôi lợn. Tôi thấy là cũng tạo được cái thu nhập cho gia đình, phát triển kinh tế của gia đình nó phát triển hơn, ổn định hơn ạ. Còn đối với gia đình chị Xuân ở bản Phứa Cón, được Hội Liên Phụ Nữ phường Triềng An hỗ trợ vay vốn 50 triệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị đã sử dụng để mua bò về nuôi. Đến nay, đàn bò đã bắt đầu sinh sản, đời sống của gia đình chị cũng dần ổn định hơn. Bây giờ thì bò nó
sinh sản, đẻ con ra, kinh tế nó cũng bây giờ cũng khá hơn trước. Thời gian tới thì em cũng sẽ vay mượn thêm về để phát triển kinh tế. Thực hiện công tác giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên Phụ Nữ Phường Triềng An đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia các mô hình kinh tế tiêu biểu, vận động chị em mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế từ nguồn vốn tự tạo của hội và nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng. Tính đến nay, Hội Liên Phụ Nữ Phường Triềng An có tổng dư nợ hơn 6 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với 133 thành viên tham gia vay vốn. Trong thời gian tới thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng sẽ tiếp tục thực hiện theo sự lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí cấp ủy chính quyền cũng như là hội phụ nữ cấp trên để quan tâm rà soát là đến đối với hội viên khó nghèo, hội viên đặc biệt khó khăn để có cái hướng giúp cho chị em phụ nữ thực hiện tiếp tục tạo điều kiện cho những cái nguồn vốn với cái lãi suất thấp và giúp nhau trong cái phát triển kinh tế. Thông qua những chương trình hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tự tin hơn trong việc làm kinh tế. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình, chung sức cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, mô hình trồng cam vinh của gia đình bà Hà Thị Văn ở bản Cang, xã Triềng Khừa, huyện Mộc Châu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, khẳng định hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng của xã vùng biên. Gia đình bà Hà Thị Văn cũng như các gia đình ở xã Triềng Khừa, mặc dù đất đai nhiều nhưng chủ yếu là đất dốc, chỉ trồng ngô sắn, không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Được huyện hỗ trợ đi tham quan tìm hiểu mô hình trồng cam tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2017, gia đình bà đã chuyển đổi hơn 2 hecta đất đồi sang trồng cam vinh. Sau 3 năm cần mẫn đầu tư chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, từ năm 2020, vườn cam của gia đình bà bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi năm, vườn cam của gia đình bà Hà Thị Văn cho thu hoạch khoảng 25 tấn quả, mang lại giá trị trên 300 triệu đồng. Từ khi chuyển đổi trồng cây ăn quả, gia đình bà không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở thành hộ có kinh tế khá của xã. Nói chung là thu nhập tương đối là ổn định. So với ngày xưa tôi trồng ngô, nhưng mà trồng cam này rất là phù hợp riêng đất Triềng Khừa này. Nếu mà mọi người dân mà ai cũng tiếp thu được mà có nhu cầu trồng thì chúng tôi cũng sẵn sàng hướng dẫn cách làm. Trồng rất là dễ mà chăm cũng rất là dễ. Hiện nay xã Triềng Khừa có tổng diện tích cây ăn quả trên 200 hecta, trong đó hơn 100 hecta đã cho thu hoạch, sản lượng gần 500 tấn quả mỗi năm, tập trung tại các bản Cang, Khừa, Mường Bó. Riêng năm 2024, nhân dân trong xã đã chuyển đổi trồng mới hơn 20 hectare cây ăn quả trên đất dốc, thay thế cây lương thực năng suất thấp. Chúng tôi cùng các ban ngành đoàn thể của xã đã vận động bà con, tuyên truyền vận động bà con để chuyển cơ cấu cây trồng từ cây lương thực như cây lúa, cây ngô sang trồng cây ăn quả. Việc đưa cây ăn quả vào thay thế cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc tại Triềng Khừa đang khẳng định là hướng đi đúng, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Để việc trồng và phát triển các mô hình trồng cây ăn quả được bền vững và người dân không bị rơi vào tình trạng được mùa mất giá, thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ tích cực về kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn, xã Triềng Khừa sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong việc liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, bao tiêu sản phẩm cho bà con, đồng thời vận động các hộ thành lập tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững. Hội nông dân huyện Phú Yên vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tường Phù tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Tường Phù. Đây là câu lạc bộ đầu tiên của tổ chức Hội nông dân huyện được thành lập. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã Tường Phù đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Tường Phù với 20 thành viên là những cán bộ hội viên nông dân. Câu lạc bộ được thành lập và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự giác tự nguyện dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của hội cấp trên. Thông qua sinh hoạt của câu lạc bộ sẽ tạo ra diễn đàn để hội viên và người dân nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp hội viên và nhân dân trên địa bàn nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư. Ngày 25 tháng 10, công ty thuốc lá Sài Gòn đã trao hỗ trợ gần 300 triệu đồng cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Mộc Châu.
Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã trao 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 và trao trực tiếp 50 phần quà trị giá 75 triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, ủng hộ hỗ trợ đồng bào Mộc Châu bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Qua đây cũng mong muốn trong thời gian tới, Công ty Thuốc lá Sài Gòn sẽ tiếp tục đồng hành với huyện Mộc Châu trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu cũng khẳng định sẽ khẩn trương triển khai các hoạt động thiết thực hiệu quả, đúng mục đích để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, Vân Hồ là huyện nằm ở cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Sơn La, đồng thời cũng là địa bàn mà các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, triệt để lợi dụng để thẩm lậu ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Việc lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ công an cấp xã và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh. Khoác lên mình bộ trang phục của lực lượng an ninh cơ sở cùng với công cụ hỗ trợ, các thành viên của Tổ an ninh trật tự cơ sở Bản Lóng Luông bắt đầu triển khai các hoạt động nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân trong bản theo kế hoạch. Từng là một điểm nóng về an ninh trật tự và tội phạm về ma túy, từ khi kiện toàn và đi vào hoạt động, Tổ lực lượng an ninh trật tự đã hỗ trợ đắc lực cho công an xã và chính quyền địa phương trong công tác bám nắm địa bàn, ngăn chặn và xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở. Anh em mình là đi tuần tra kiểm soát, đi tuyên truyền chủ trương về pháp luật là để bà con nó không vi phạm về những cái về ví dụ như về ma túy hay là các kiểu ấy, thì dạo này tuyên truyền luôn tuyên truyền cho bà con. Với phương châm bám chắc địa bàn, an ninh toàn diện, sau gần 3 tháng kiện toàn và ra mắt 13 tổ an ninh trật tự ở cơ sở tại các bản tiểu khu trên địa bàn xã Vân Hồ đều hoạt động tích cực. Là những người dân sinh ra lớn lên tại địa phương, các thành viên tổ an ninh trật tự tại cơ sở chính là những người thông thuộc địa bàn, hiểu rõ thói quen, nếp sống, phong tục tập quán, tâm tư nguyện vọng của bà con. Các thành viên tổ an ninh trật tự đã nắm bắt nhanh chóng và giải quyết triệt để tình hình an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của ủy ban và thực hiện dưới chỉ đạo nghiệp vụ của công an xã thì các tổ an ninh trật tự cơ sở này đã đi vào hoạt động ổn định và rất tích cực để đảm bảo công tác là trên mọi phương diện về an ninh cũng như là sự theo dõi nắm bắt quản lý và kiểm tra kiểm soát ở tại địa bàn của các bản tiểu khu, giảm được rất nhiều các vụ việc mất trật tự an ninh ở cơ sở. Huyện Vân Hồ hiện có 115 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 14 xã với 345 thành viên. Mỗi tổ có 3 người được trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, thiết bị hỗ trợ và hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo quy định. Sự quan tâm của nhà nước đã giúp lực lượng này hoạt động hiệu quả, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an xã và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tôi rất yên tâm về công tác. Về một là chế độ, hai nữa là về phổ cấp cho anh em, thứ hai nữa là trang bị tất cả củ hiệu, là quần áo trang bị đầy đủ. Hiện nay hoạt động của các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi khó lường, vì vậy vai trò của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng chức năng trong công tác duy trì an ninh trật tự trên địa bàn từ sớm từ xa, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.